con đường sinh tử dẫn đến sân bay Kabul, Mỹ siết trong, Taliban chặn ngoài. Với nhiều người Afghanistan, vào được sân bay Kabul lúc này đồng nghĩa có cơ hội có một cuộc sống mới, nhưng điều đó không dễ dàng khi Taliban chặn tất cả các lối vào. Taliban kiểm soát bên ngoài khi hàng nghìn người dân Afghanistan và công dân nước ngoài đang tìm cách rời Afghanistan, cảnh tượng bên ngoài sân bay thủ đô Kabul ngày càng trở nên hỗn loạn và tuyệt vọng. Kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát đất nước vào cuối tuần trước, đóng tất cả biên giới trên bộ, sân bay ở thủ đô Kabul được coi là con đường duy nhất rời khỏi quốc gia Trung Nam Á này. Tuy nhiên, Taliban tuyên bố họ không muốn người Afghanistan rời khỏi đất nước. Do vậy, lực lượng này đã lập ra các chốt kiểm soát trên tuyến đường dẫn vào sân bay Hamid Karzai, chặn tất cả các lối vào sân bay. Các tay súng Taliban sẵn sàng nổ súng, đánh đập những người Afghanistan tìm cách tiếp cận sân bay để sơ tán. Kể từ hôm 15 tháng 8 đến nay, ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong các vụ nổ súng hoặc dẫm đạp ở khu vực sân bay Hamid Karzai. Hầu hết các vụ bạo lực xảy ra bên ngoài cổng chính của sân bay, nơi các đám đông hỗn loạn tìm cách vào bên trong nhưng bị lực lượng của Taliban đánh đập bằng báng súng, gậy gộc. Rất ít người có thể lọt vào bên trong kể từ khi Taliban kiểm soát các lối vào. Trên các con đường xung quanh sân bay, nhiều người vạ vật trên các vỉa hè chờ cơ hội tiếp cận sân bay và lên chuyến bay sơ tán. Trong lúc đó, các tay súng Taliban đi tuần và sẽ bắn chỉ thiên, đánh đập để những người này quay về. Tại cổng chính của máy bay, các tay súng nói với đám đông rằng cổng đã đóng, chỉ người nước ngoài và người có giấy tờ hợp lệ mới được vào. Nhiều người cố trèo tường trăng dây thép gai nhưng bị chặn lại hoặc bị bắn. Mỹ siết an ninh bên trong những bức tường bao của sân bay Hamid Karzai. Khoảng 6.000 binh sĩ Mỹ đang tạm nắm quyền kiểm soát để đảm bảo an ninh cho các chuyến bay sơ tán. Kể từ cuối tuần trước đến ngày 19 tháng 8, Mỹ đã sơ tán được khoảng 7.000 người. Hoạt động sơ tán gặp không ít khó khăn do hàng nghìn người tuyệt vọng đổ về đây, tìm cách chen lên các chuyến bay sơ tán khỏi Afghanistan. Liên tiếp những ngày qua, các hình ảnh, video chia sẻ trên truyền thông cho thấy những đám đông tràn vào đường băng, đuổi theo hoặc thậm chí đu lên máy bay đang lăn bánh. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng do bám vào càng máy bay vận tải của Mỹ. Binh sĩ Mỹ đã phải bắn chỉ thiên để giải tán đám đông, trong khi điều trực thăng bay là xe quân sự di chuyển dọc đường băng để dọn đường cho máy bay cất cánh. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 18 tháng 8 cho biết, quân đội Mỹ hiện không có khả năng để tiếp cận và sơ tán người dân Afghanistan đến sân bay Kabul. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để tiếp tục cố gắng tháo gỡ và tạo lối đi cho người dân Afghanistan đến sân bay Kabul. Tuy nhiên hiện tại Mỹ không có khả năng ra ngoài và mở rộng các hoạt động hiện tại của mình, Bộ trưởng Austin nói. Một quan chức Mỹ cho hay chính quyền Washington hy vọng Taliban sẽ cho phép những người dân Afghanistan muốn rời khỏi đất nước được khởi hành một cách an toàn.